Hello, chào mừng các anh chị em đã đến với kênh Ốc Biêu Đen Phú Yên. Hôm nay em sẽ làm một cái clip đó chính là cách để mà tạo màu nước cũng như là tạo khoáng trước khi mình thả ốc, nuôi con ốc. Thì để mà tạo màu nước cũng như là tạo khoáng thì có rất là nhiều cách khác nhau. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị là một cái cách là đơn giản nhất, dễ làm nhất dành cho các anh chị nuôi bờ bạc với vi mô trên 20m2. Và cũng như là các anh chị có thể là nuôi ao đất cũng có thể sử dụng một cái phương pháp này. Và phương pháp này là cái phương pháp chủ yếu em áp dụng. Thì đầu tiên á, nó sẽ có những cái thứ này. Cái đầu tiên á, thì đây là cái cám, cái bột cám này anh chị. Thì đối với 20m2 thì các anh chị đỡ cho em khoảng tầm 3 lạng cám. Các anh chị quậy đều ra. Thì cám này á, thì các anh chị có thể đỡ khoảng tầm 1 ngày cho đến 2 ngày rồi các anh chị sẽ bạc vào cái bờ này, quậy đều ra rồi đỡ 1 ngày đến 2 ngày nha anh chị, chứ không cần phải gấp. Cái thứ hai á, thì nó sẽ có hai cái sản phẩm chính trong này. Cái đầu tiên bên này á là cái vôi. Cái vôi có thể là các anh chị sử dụng là Dolomite Super Canxi, em đi sử dụng là vôi là Hồng Ta. Đó. Đây cái vôi này. Và cái tiếp theo á là đây là cái khoáng. Và cái vôi á là nó sẽ có tác dụng á là nó sẽ tăng độ pH cho nước, cũng như là nó sẽ bổ sung cái khoáng cũng như là diệt một số cái vi khuẩn độc hại trong cái bờ của anh chị. Cái thứ hai là cái khoáng này á, là trong này nó có rất là nhiều cái thành phần kim loại, ví dụ như canxi, nano hay là sắt, nhôm hay là natri, là những cái loại kim loại cần thiết để cho ốc phát triển, cũng như là nó sẽ phòng bệnh, cũng như là nó kích thích cái sự phát triển con ốc ngay tự động. Thì đối với những cái này á, thì khi các anh chị tạc á, thì lần đầu tiên các anh chị tạc á, là sử dụng cho em là khoảng tầm 2 lạng nha anh chị, 2 lạng cho 20m2. Đó, ví dụ 1 lạng 10m2. Ví dụ nếu anh chị nuôi trong cái bờ này, cái ao này là 250, thì các anh chị có thể sử dụng 2,5 kg. Đó. Thì hai cái này bắt buộc phải có nha chị, những cái thành phần này bắt buộc mình phải có. Mình không có thì nếu anh chị nuôi, đặc biệt nuôi nếu anh chị nuôi trong bờ bạc mà không sử dụng cái này vậy, thì ống nó rất chậm. Rồi cái thứ ba, đây là cái phân bò. Cái phân bò là cái phân bò khô. Cái phân bò khô nha anh chị. Thì 20m2 thì các anh chị đỡ cho em khoảng tầm 10 đến 15 kg. 10m2 thì rơi vào khoảng tầm 5 đến 10 kg. Đây em bỏ vào. Khi các anh chị bỏ phân bò này vào á, thì các anh chị chọn những cái lỗ đây. Các anh chị chọn những cái lỗ như thế này nè. Đây, những cái lỗ này để cho nó rỉ cái nước ra. Phân bò thì đơn giản thôi. Đây, thì đối với bột vôi này á, thì em chia sẻ như thế này luôn. Em sử dụng không phải là Super Canxi hay là Dolomite, em sử dụng cái loại khác. Đó, và cái bột này á là nếu anh chị mua á, thì anh chị có thể sử dụng thay thế, ví dụ không có cái loại khoáng này của em á, thì các anh chị có thể sử dụng thay thế silica. Cái giá của nó rơi vào khoảng tầm 250 một kg. Nhưng mà cái loại bột này nếu anh chị mua sỉ bên em á, thì em bán cho các anh chị là 130.000 một ký. Và mua sỉ trên 10 ký á là em bán 130.000 một ký, còn anh chị nào mua lẻ á, thì em bán là 150.000. Còn cái bột này á là em bán là cây vôi này em bán là 40.000 một ký. Đó. Rồi, anh chị lưu ý là cái bột vôi này các anh chị là tốt nhất là các anh chị có thể là ra bên ngoài mấy cái tiệm bán thức ăn cho tôm á là các anh chị mua. Còn các anh chị mua vôi để mà xử lý cho nông nghiệp hay là mua vôi để xử lý cho xây dựng á, thì em không biết, em chưa sử dụng em không biết. Và những cái vôi đó không thể nó sử dụng trực tiếp được. Rồi ví dụ sau khi tạo khoáng xong á, thì đỡ tạo như thế nào? Thì đầu tiên á, là em cho một nửa vào đây. À, em trộn lên. Trộn đều lên nha anh chị. À, cái gì trộn đều lên. Các anh chị trộn đều lên rồi các anh chị tạt đều vào trong hồ này. Các anh chị tạt nhiều lắm. Đó.
do một tay quay với một tay ấy nên em tải không điều lắm, nhưng mà anh tải anh chị tải không điều thì anh chị cứ quậy lên cho nó điều điều là được. Nhiều anh chị nói là cái nước giếng hay là nước mương hay là sông suối gì đó thì các anh chị đừng phèn là các anh chị nuôi được hết. Nhưng mà trước khi nuôi á, thì mình phải xử lý thuốc, xử lý bằng những cái bột vôi để mình diệt đi cái vi khuẩn độc hại, cũng như là mình tăng cường cái khoáng chất cho con ốc. Đây anh chị thấy không? Đó. Cái màu nước khác. Hồi nãy nếu mà màu nước của màu vôi á là nó là màu trắng, còn màu nước của cái này á thì nó chuyển ra như thế này nè. Anh chị thử nó thơm vậy. Rồi tất cả những cái này anh chị sử dụng cho bờ bạc hay ao đất cũng được nha. Ví dụ các anh chị nuôi trên bờ bạc á, thì em khuyên các anh chị nên nuôi tốt nhất là một cái ao trên 20m2. Bởi vì khi nuôi một cái ao nhỏ quá thì cái diện tích nhỏ nên con ốc nó sẽ chậm lớn hơn rất nhiều. Và đặc biệt là kèm theo cái chi phí thuốc men này nọ nữa nên lời chả bao nhiêu rồi. Nên tốt nhất là mình nuôi một ao lớn luôn. Ốc nó sẽ nhanh lớn. Đây anh chị tạt bùi vào. Đây chị thấy nước nó nè. Nước nó màu như thế này nè. Rồi ngồi ra là những cái vôi, ví dụ như vôi super canxi hay là cái khoáng của em mới giới thiệu á, thì ngồi sau khi mình tạo màu nước như thế này á thì các anh chị có thể bổ sung tạt định kỳ cho nó, rơi vào khoảng tầm 10 ngày các anh tạt định kỳ một lần. Ví dụ như 10 mét vuông thì mình tạo khoáng là một lạng, nhưng mà khi các anh chị tạo định kỳ á thì 10 mét vuông thì 10 ngày anh chị tạo một lần thì các anh chị tạo khoảng tầm nửa lạng thôi, nửa lạng là được rồi. Đó, xong anh chị. Còn cái bột cám này nè, đây cái kem gạo này nè, thì các anh chị đợi cho em 2-3 ngày, 2 ngày đi. Các anh chị đợi cho em 2 ngày rồi các anh chị rải điêu vào. Đó. Sau khi tạo màu nước xong á, thì cái tiếp theo là các anh chị là trồng cho em, anh chị lấy beo nè, đây chị lấy beo nè, anh chị đỡ vào. Ví dụ cái beo là beo đây nè, đó, cái lỗ beo như thế này á, anh chị đỡ cho em vào khoảng tầm 1/3 bở. Nếu anh chị đỡ beo lục bình á, đỡ cho em khoảng tầm 1/4 bở, đỡ điêu ra nha anh chị. Rồi nếu mà có beo cám á, thì các anh chị là đỡ đầy hồ luôn. Rồi hoặc là sau đó các anh chị có thể trồng một vài gốc bông súng. Ví dụ gốc bông súng thì các anh chị có thể bỏ vào trong cái bao đất như thế kia, như giống như ao phân của em á, anh chị trồng thì nó lên thôi. Hoặc là các anh chị có thể bỏ vào phòng xốp như thế này nè, anh chị trồng một vài gốc môn. Nếu mà nuôi bờ bạc gì đó thì anh chị bỏ vào thùng xốp, bỏ bung nè, anh chị chọn máy lỗ đây nè là nước bung nó rỉ ra, nó không tạo khói cho nước nè. Đó. Anh chị trồng cho em vài gọc môn, rồi sau đó còn tầm 3-4 hôm thì các anh chị sẽ tiến hành là thả cái con ốc giống, ốc con đó. Và cái này là các anh chị tạo này á, thì các anh chị tạo khoáng này là tốt nhất các anh chị thả ốc con rơi vào khoảng tầm 2 tuần tuổi trở lên thì nó là tốt nhất. Còn ốc con nhỏ hơn thì mình phải tạo theo cách khác. Đây. Đó anh chị. Rồi về cái thuốc canxi kia thì em bán, em nói thẳng là em bán là 40.000 một ký. Anh chị nào mua ở nơi khác thì rẻ hơn. Hoặc là ví dụ như cái bột khoáng kia thì anh chị nào mua silica thì anh chị có thể lên mạng mua là 250.000 một ký sao á. Đúng á. Còn anh chị nào mua bên em á thì em bán là 150 một ký, nó là cái bột khoáng thay thế chứ không phải là bột silica. Anh chị nào cần mua thì em đỡ số điện thoại ở dưới, số Zalo, anh chị có thể nhắn em số, nhắn qua số Zalo hoặc là nhắn với tin nhắn em thì em gửi anh chị. Và em cũng có cung cấp là cái con ốc giống trứng ốc ở tại Phú Yên miền Trung.
ví dụ như tất cả những cái tỉnh mà từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Thuận, hay là mấy tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Tây Nguyên, các tỉnh trên Tây Nguyên thì em gửi được hết, em gửi trong vòng 10 tiếng thì tới, đảm bảo, cam kết đảm bảo, thao hụt một con, bù một con, mỗi đơn hàng em sẽ tặng thêm 10%. Đó là những cái chia sẻ rất đơn giản, anh chị bắt chước làm theo. Còn khi mà nuôi mà mình không tạo khoáng thì nếu mà con ốc của anh chị mới thả xuống á, mà trong vòng khoảng tầm 15 đến 20 ngày đến tháng đầu tiên mà nó không bốc, nó không phát triển được cái con ốc á, thì con ốc đó nó nuôi nó rất chậm lớn và nó rất rất khó phát triển sau này. Vì vậy mình cần phải mình tạo khoáng cho nó, tạo một cái nguồn nước, môi trường nước thích hợp nhất cho nó. Rồi sau khi tạo khoáng trồng cây bèo xong á, thì các anh chị là tiến hành đo pH. Thì nếu mà đẹp nhất anh chị đo pH là rơi vào khoảng tầm 7 cho đến 8 là cái khoảng pH đẹp nhất để mình nuôi. Còn các anh chị nếu mà pH thấp quá thì nuôi con ốc nó không chậm lớn nha anh chị. Còn cao quá, cao hơn 8.5 thì con ốc rất chậm lớn. Rồi anh chị nào, cái link bên dưới anh chị nào không biết đo pH, em hướng dẫn cho anh chị bên dưới. Đây là cái cách em hướng dẫn cho những anh chị mới bắt đầu nuôi thôi. Còn những anh chị nuôi 2 bên em thì những anh chị đó có kinh nghiệm cũng như là có nhiều bí quyết. Và mỗi người sẽ có một cái bí quyết nuôi khác nhau thôi, chứ cũng không có cái công thức cụ thể nào hết. Có nhiều anh chị, em đợt trước em đi tham quan, có nhiều anh chị mô hình nuôi rất đẹp luôn, người ta tạo nước thuốc men là rất hay luôn, nhưng mà giấu, người ta không chia sẻ cho mình thuốc, người ta cũng không chia sẻ cho mình, cũng không bán luôn đó. Anh chị thấy hay thì tặng em một like, một share, một subscribe nha.